là Tiến Linh, người đã mở đầu cho tài khoản bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay, và cũng là người mang lại lợi thế không thể bàn cãi vào lúc này. Quá cảm xúc, các cổ động viên của U23 Việt Nam đã phải chờ đợi điều này cũng rất lâu rồi, quá lâu trong một trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay, khi mà tất cả đều đang phấn khích, chỉ có một mình huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu là mọi thứ chín. Đây sẽ là đá phạt góc từ điểm của Giang Văn Xuân, cũng không phải là lần đầu tiên ở giải đấu năm nay Giang Văn Xuân thực hiện những cú đá như vậy, đá thừa lực và khiến trọng đội hết sức khó khăn. Hơi sâu của đội trưởng Hùng Dũng, nhìn chơi đang trở nên ngày một gắn kết hơn với các cầu thủ áo đỏ. Hùng Dũng đã bắt đầu đến gần hơn với vị trí máy truyền lửa cho các cầu thủ áo đỏ ở phía dưới sân. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc là đội trưởng Bin Mahadi. Đá ngay, an toàn đã có thể làm chủ được tình hình. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Bin Dickman. Bóng đi nhẹ nhưng ở một vị trí có phần bị mất tầm nhìn, an toàn đã gặp một chút ít khó khăn. Có lẽ cũng cần phải rút kinh nghiệm bởi khi bóng bật ra từ Hoàng Việt Anh. Văn Đô, nhớ Mạnh Dũng. Vừa rồi của số 9, và cầu thủ của BKM Bình Dương đã tương đối bình tĩnh trong thả bóng về phía Phúc Thành, đừng nghĩ là bỏ trống, loại bỏ được thủ môn Đức Phương nhưng đồng thời không đưa được trận bóng đến Phúc Thành. Rồi có thể coi là đáng kể đầu tiên trong trận này dành cho đội chủ nhà. Lần này thì người thực hiện của đám góc là Bin Dickman. Bin Dickman chính là người đã có tiếp ứng và dứt điểm ở thứ hai. Thêm một quả đá phạt góc nữa cho U23 Malaysia. Trong tình huống phòng thủ trước đó thì Văn Toàn đã có mặt kịp thời để can thiệp bằng cú đâm. Phối hợp nhỏ. Sút xa. U23 Việt Nam đã tìm kiếm cơ hội từ một pha bóng dứt điểm của Hoàng Đức ở cự ly chừng 25m. Đã không có đà của Hoàng Đức với lực đi tương đối tốt, tầm đi của trái bóng thì là không đảm bảo được yêu cầu. Đó là một giải pháp mang đi công Hoàng Anh. Việt Anh, Văn Đô. Vừa rồi bàn thắng cũng còn
lưới của U23 Myanmar để tiến hành di chuyển bước người, đã tạo khoảng trống cho đội trưởng của U23 Việt Nam. Và đội bóng này đã dần bước trở lại và đón được chuyền của Levando. Đúng là không phải là một pha dứt điểm hoàn hảo đủ để tạo ra được tương đối khó khăn với những con Bin Afghani. Đáng tiếc trong những phút cuối của hiệp 1 với một đội bị bỏ lỡ. Rất quan trọng và hy vọng rằng đây là điều mà chúng ta sẽ có được cải thiện. Không bằng đây, không được. Hiệp 1 của trận bán kết giữa hai vẫn là Bin Mahdi khá nguy hiểm. Sẽ là quả đá phạt góc thứ 8 dành cho đội bóng áo vàng, nhiều gấp 4 lần so với đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng mà Việt Anh đã tự nhảy lên để đảm bảo rằng không gian được kiểm soát. Tấn công nhiều rõ ràng là số lượng cầu thủ chúng ta áp sát người. Quả đá vào từ bên phía bên trái, đó là quả tạt của Phan Tuấn Tài. Số lần được hưởng của bóng hay số lần chúng ta được hưởng vô địch lên thần số được hưởng rõ ràng là quá ít so với yêu cầu, nhưng mà áp lực chúng ta cũng lớn như vậy thì sai số trong phòng ngự của U23 Malaysia sẽ không bộc lộ. Trong một thế trận có dấu hiệu của sự bế tắc, chúng ta cần phải trông chờ vào những thắng đơn giản. Nhưng đây là lúc mà ngay cả cách đá đơn giản của U23 Việt Nam vẫn chưa thực sự được áp lực. Phải chăng đây là quả tạt để gợi mở ra cuối? Thẻ phạt sẽ được rút ra, chiếc thẻ vàng. Vậy là cho tới điểm này thì đội U23 Việt Nam đã phải nhận hai thẻ phạt. Cũng phải phạm lỗi khi mà Vin Samsudin đã bước đi rất nhanh. Căng thẳng xảy ra, các cầu thủ cần phải giữ được bình tĩnh. Cả hai trận đấu bán kết đều đang diễn ra một cách căng thẳng. Người có lẽ là đã có đầu nóng bên phía đội tuyển U23 Việt Nam là Tiến Linh, nhưng hãy chờ xem là điều gì đã xảy ra trước đó. Phản ứng hết sức quyết liệt, trọng tài sẽ phải sử dụng thêm những chiếc thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho thủ môn Văn Toàn và thẻ vàng dành cho Durazak. Durazak đầu tiên là va chạm với Hoàng Đức và ngay lập tức thì đến lượt Hoàng Việt Anh, Tiến Linh và Văn Toàn thì có một động tác thừa. Thẻ phạt là xác đáng rồi. Có lẽ đây là những thời khắc mà các là đội trưởng Đức Trúc. Quá đáng tiếc cho đội bị bỏ lỡ vừa rồi của Hoàng Việt Anh. Bóng đã trôi qua tầm kiểm soát của thủ môn Bin Afghani vào phòng ngự của Malaysia. Một cú đệm lòng khi tất cả hệ thống phòng ngự áo vàng đã đứng nhìn thì trái bóng lại đi chênh côn dọc. Thực sự đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Đệm lòng và trái bóng chỉ đi phạt góc nhiều hơn phải phạt góc một chút. Anh đâu? Tiến Linh rồi. Tiến Linh và đó là cả một sự giải tỏa. Tỷ số là 1-0 và bóng thắng vô cùng quan trọng của U23 Việt Nam. Thứ mà chúng ta còn thiếu trong thời gian thi đấu chính thức. Đẩy đội lên cao, có thêm nhiều tình huống đá phạt. Mỗi một tình huống đá phạt đều là những thứ nguy hiểm. Và bây giờ là một bàn thắng, một bàn thắng quý hơn vàng ở hiệp phút thứ hai. Lại là Tiến Linh, người đã mở đầu cho tài khoản bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Và cũng là người mang lại lợi thế không thể bàn cãi vào lúc này. Quá cảm xúc, các cổ động viên của U23 Việt Nam đã phải chờ đợi điều này cũng rất lâu rồi. Quá lâu trong một trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu giải. Đẩy áp
mệt mỏi khi mà là họ không thể nhảy lên tốc độ tốt nhất, thủ môn của đối phương cũng không duy trì được cảm giác để quản lý được không gian của mình. Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay, khi mà tất cả đều đang phấn khích, chỉ có một mình huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu là mọi thứ đã được phá ra khỏi vùng 15-20 và ba sự hy vọng của cầu thủ ngôi sao Malaysia cũng gần như là dấu chấm hết đèo rồi. Trận đấu đầy khó khăn, chúng ta không thể có được những pha bóng cuối cùng đủ chất lượng. Nhưng rồi chiến thắng vẫn đi cùng với đội chủ nhà, đội bóng áo đỏ đã thẳng tiến vào trận chung kết khi có thêm một chiến thắng nữa, tiếp tục không thủng lưới và sẽ gặp đội tuyển U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng vào ngày chủ nhật. Chúng ta cũng hy vọng rằng U23 Việt Nam sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch tấm huy chương vàng ở SEA Games. Và lần này là lần đăng quang trên sân nhà, một chiến thắng sẽ cực kỳ ý nghĩa với thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận bán kết thứ hai của bóng đá nam ở SEA Games 31 giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia xin được dừng lại đây. Xin thân ái tạm biệt.